chào quý cô bác chị và là các bạn đã đến với kênh của Peter Hồ. Thì video kế tiếp là chúng ta sẽ đi từ ngã tư Hàng Xanh này rất là nổi tiếng là từ xưa tới giờ cô chú anh chị. Ngã tư Hàng Xanh này thì chúng ta sẽ về đường So Viết Nghệ Tĩnh. So Viết Nghệ Tĩnh này đâm ra hướng bến xe miền Đông đó cô chú anh chị. Chúng ta sẽ về đường So Viết Nghệ Tĩnh cô chú anh chị ngay ngã tư Hàng Xanh. Chúng ta đang qua ngã tư Hàng Xanh. Đây là đầu đường So Viết Nghệ Tĩnh. Bên phía khu vực Bình Thạnh nha quý vị. Đầu đường là đường phường 25. Phường 25 của Bình Thạnh. Một bên này phường 24, một bên phường 25. Cô chú vậy. Đây, chúng ta đang đi lên cầu Sơn. Cái cầu Sơn này là cầu nhỏ cô chú vậy. Nó nhỏ à. Nó dạng dạng như là cầu mương. Cầu mương, cầu kênh. Nó nhỏ lắm, cầu kênh, nó gọi là cầu kênh đi. Cái mương cái kênh đó. Cầu Sơn. Cô chú anh chị, cái đường So Viết Nghệ Tĩnh này nó cũng là đường một chiều nha cô anh chị. Cũng đường một chiều. Nó không có kẹt nhưng mà nó đông, nó phải di chuyển chậm, rất là khó khăn mọi quý vị. Mỗi khi mà đông là rất là khó khăn. Bến xe miền Đông cổng số 4 và cổng số 5.
ngay cái bùng binh ba hướng đó là nó đã kết thúc cái đường xe buýt dự tỉnh rồi. Bây giờ phía bên bến xe miền Đông là nó thuộc quốc lộ 13. Chúng ta đang hướng lên cầu Bình Triệu. Đó, cầu Bình Triệu nó có hai làn, hai bên là một bên là cho xe ô tô, xe tải, một bên là cho xe dành cho xe máy. Mà vào cái thời cao điểm kẹt xe thì giao thông có thể điều tiết, nếu mà bên nào kẹt thì bên xe máy kẹt thì đi qua bên phía ô tô. Thưa quý vị, nói chung là giao thông là do điều tiết chứ không phải là mình có quy tắc là đường xe máy là dành cho xe máy, đường xe cho tải là dành cho xe tải đâu. Thưa quý vị, như vậy nó sẽ đâm ra là nó mất cân bằng. Khi mà ở bên làng ô tô không có ai đi mà bên làng xe máy nó kẹt, chúng ta nói chung không thể cho nó lãng phí, nó kẹt như vậy được. Cho nên là phía bên giao thông, ngành giao thông đó, trong cảnh sát giao thông, nói chung bên giao thông người ta cho phép vào cái đường cao điểm đó, cái người điều tiết đó cho phép xe máy có thể đi qua cái làng ô tô linh động như vậy. Tôi chú chị, nó không có gây ra cái kẹt xe cục bộ. Nó phải linh hoạt, giao thông phải linh hoạt thôi chú chị. Chú mình quy tắc rồi. Rồi chúng ta sẽ dòng bùng binh, dòng bùng binh, bùng binh ở dưới chân cầu, cầu đỏ, cầu Bình Triệu 2, cầu Bình Triệu 2. Nó gọi là cầu Bình Triệu hay là cầu Bình Lợi 2, Bình Triệu 2 á, tôi chú vị. Thì quý cô bác anh chị nào á biết thì để lại comment. Em nhớ là Bình Lợi 2. Chúng ta sẽ về là ở cầu Bình Lợi 2, về hướng Gò Vấp, không cố trực, về hướng Gò Vấp. Cái cầu này từ xa nhìn trong video truyền hình thấy nó màu đỏ, nhưng mà thực chất cái này nó không phải màu đỏ mà nó màu cam vậy đó, không cố trực. Cái màu nó màu cam chứ không phải màu đỏ. Nhìn trong phim, trong video thì nó màu đỏ. Cầu Bình, còn cầu Bình Triệu 1 bên đây, cầu Bình Triệu 1 là dành cho xe lửa, ngày xưa là xe máy, bây giờ dành cho xe tàu hỏa. Cầu Bình Lợi 1 cái này cầu Bình Lợi 2. Cầu Bình Lợi 2 này sau này cả nhà cũng biết là cái đường Phạm Văn Đồng này thì nó nối dài tới là Khai Vạn Tân luôn đó, tôi chú chị, bên phía Thủ Đức luôn đó, bên dưới thành phố Thủ Đức, quận Thủ Đức. Giờ là chợ Thủ Đức á, đâm ra luôn đó, chợ Thủ Đức luôn đó, chú chị. Phạm Văn Đồng này là giờ cũng khá dài luôn, chú chị. Đầu đường là từ dòng bên Bùng Binh, Phủ Quang, Nguyễn Kiệm, Công viên Gia Định cho đến là đường Khai Vạn Cưng. Đường Phạm Văn
trên thì nó bị lấp rồi, nó bị lấp rồi, tôi chưa bị trên giặt nó bị lấp rồi. Chuẩn bị rẽ về hướng trung tâm Gò Vấp, Phan Văn Trị, đường Phan Văn Trị của quý vị. Chúng ta sẽ rẽ tay phải về lại rồi.